Hình như là cổng này. Không có điện. Đùa à. A few moments later. À, chỗ này nè. Power fit. Ô, được rồi, được rồi, được rồi. Lẹ cái chân lên. Mày vô đây. Ôi, nãy tôi chủ quan quá, đáng lẽ là tôi phải bấm vô cái hộp điện rồi. Tôi mới bấm vô cái nút, mà tôi bấm vô cái nút xong cái tôi quên là cái hộp điện nằm kế bên. Ơ, mình có nên nghịch cái máy này không nhỉ? Nó đổi bằng máu của mình, 50 máu để ra 5 món đồ random. Chơi luôn, sợ gì. Một này, đạn sniper, đạn shotgun, piston, sniper. Rồi, bỏ 50 máu để lấy toàn là đạn. Gì đây? Đây, vũ khí của chúng ta. Gõ này, gõ bong bong này. Sao cái tí... Ôi. Hay nhờ, game. Ôi, nhìn tôi trông như thần sấm ấy. Kiểu như này này. À, kiểu như này này rồi. Backroom đối kháng. Từ lâu rồi mới có một cái con game backroom để có thể quẩy như thế này. Ôi. Cái gì nhờ? Đợt. Có một con ở đây nè. Hồi nãy con nào nó bắn mình ấy. Mày ra đây. Ô, con này nó phải nồi à. Ô, trâu thế. Nice. Mày cút nha mày. Đừng có quên tao là thần sấm đấy. Thò đấy. Ủa, đây nhiều PC ấy. Gì trên màn hình nó hiện cái gì vậy? Đây coi nè, coi nè, coi nè. Đây, ở đây đi. Đó. Đỉnh cao cái game này. Quậy vãi đấy. Ủa, nào đấy. Ủa sao nó chết vậy? Vãi nồi à. Mày ở đây, mày ở đây. Non. Tụi này tấn công nó xong cái nó đi đúng lẹ luôn ấy. Ôi 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 ôi. What the hell, cái tiếng gì vậy? Thang máy ở đâu nhờ? What the hell? Anh em nghĩ tôi cân hết được cái đám này không? Từ từ. Trọng tâm nó ở đây nè. Đây 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 đây. Loạn loạn loạn.
Ôi đồng thế, đồng thế. Cứt rồi, vãi cứt rồi, thúi ruột rồi, chui cái. Quăng nó xong cái cây búa nó dội ra đằng trước tôi luôn, mới ghê chứ. Ôi sao, được rồi được rồi được rồi. Đấy, cái súng mình giấu ở đâu ta? Cái tủ súng đây. Ủa à, đây, tủ súng, có súng rồi, nãy sự chúng ta có 86 cái viên đạn, nạp thêm được nè. À 21. Bắn được 21 viên, chúng ta đang có dư 65 cái bằng đạn. Ờ nếu mà cầm đạn bắn thì nó hơi phí, thôi dùng búa như cũ đi. What? Ôi đây là một cái tường đá luôn ạ. À. Vãi nồi bơm. Trời đâu có ngờ đấy là bơm, tưởng nó vô hại. Ra mấy cái này là bơm à. Trời giờ mới biết. Ê đây có bơm nè. Ê chắc xíu tôi dụ nguyên một đám kia nó chạy xíu chỗ bơm rồi tôi luyện luôn một lần. Ờ vậy đi cho nó nhanh. Ở đây có một con nó đứng chặn này, đánh với mấy con này nó hơi mất thời gian. À test súng, có súng hả? Test luôn, mày ra đây. Ở đây. Ba viên nha. Ba bốn viên gì vậy. Đây đây đây, ngay cái khu vực này này. Đấy thang máy kìa. Cái này là sao? Phải nồi á. Trời ơi. Tác động như cái cục này cái lòng trời lỡ đất luôn ấy. Thề. Kệ đi, đi thôi. Được rồi đi thôi. Let's go. Tới này. Mình phải ở trên mặt nước nha. Tức là mình phải đứng trên mấy chiếc xe này này. Hạn chế đi xuống nước. Không tấn công được tụi nó à. Tại vì không thấy. Mấy cái chỗ này cứng vậy, mấy cái chỗ đá này là không phá được này. Không tấn công được luôn ấy. Vãi nồi ở đâu ấy. Trời đứng ngay đây luôn. À. Từ từ bây giờ tôi quăng cái búa ra phía kia đi. À ra vậy, nó hoạt động như thế.
Chó đi xa luôn. Mình hướng qua bên đây. Thời không tấn công được nó à, tại vì không thấy. Mình chỉ lùa nó đi thôi. Để mình qua cái màn này. À, có con này này. Lùa nó ra kia. Roller Hammer. Roll the hammer to lure it away. Này biết rồi. Từ từ. Ném ra ngoài kia đi. Lùa nó đi xa xa cái. Electrical full for gate control panel. Nó đâu quá nhờ. Chết rồi, lùa nó ra đâu ta? Ở đây này. Ở đua nè, đua nè, đua nè. Chạy 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 chạy. À đâu phải dụ nó chạy sâu vô trong đây chứ. Quên. Cái khoảng cách này hợp lý. Chạy thôi. Tôi ôm. Chết rồi, tốt quá ta. Ê, ẩu 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 ẩu. Chờ hết stamina à. Hình như là cổng này. Không có điện. Đùa à. Khó rồi nè. Chết rồi, bây giờ cái nguồn điện nó nằm ở đâu? À, chỗ này nè. Power fit. Ô, được rồi, được rồi, được rồi. Lẹ cái chân lên. Mày vô đây. Ôi, nãy tôi chủ quan quá, đáng lẽ là tôi phải bấm vô cái hộp điện rồi. Tôi mới bấm vô cái nút, mà tôi bấm vô cái nút xong cái... Tôi quên là cái hộp điện nằm kế bên. Cái bộ ở đâu? Ờ chưa hết à. Isaac này. Isaac đi đến cuối đường.
Đi lẹ luôn. À đây 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 đây. Không biết dặn dặn cái này nó có bị mất thời gian không nữa. Thử coi. Vãi nồi ạ. À. Mất thời gian à. Dặn cái đó, dặn cái cổng này lên hơi bị mất thời gian à. Ơi, quên tiện rút cái búa vậy. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi xích này. Quá man. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2. Gì vậy? Ở đây có 3 đường này. Work office, admin chapter office, runs room. They can be anything. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Là như nào? Hả? Mình đi bên trái đi. Mình đi cái runs room đi. Nó có thể là bất cứ thứ gì hả? Cụ thể. Nó có thể là cái này à? Ơ. Trời, con gì vậy? Ôi, con này không nhìn thấy rõ hình dạng nữa nha. Ui, 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 ui. Vô địa trận của bom nè. Quá. Mình sẽ bỏ máu mình ra để mình thử vận may với cái này. Nhưng mà máu tôi còn có 3 giọt à, cho nên là không có đánh cược được anh em ơi. Chết luôn ấy. Cái đường quay lại cái chỗ đó đâu ta. Đây đây đây, ở đây nè. Elevator. À đây. Bảo sao. Thôi quay về thôi. Từ mua nước uống cái. Cái máu này đi sợ lắm. Lẩm ngẩm nha. Lẩm ngẩm nha. Nãy nhớ cái thằng máy đây, đây, đây nằm ở đây nè. Cái thằng máy nằm ở đây mà cái exit nó exit nó chỉ vô đây. Đi thôi. Ôi sao cái màn hình bị gì vậy? Chết. Thấy mồ không? Địch cố. Trời ạ. À. Này chơi kiểu không có bị tụt mút đấy. Ờ game này chơi không bị tụt mút. Nó đã gì đâu luôn ấy. Này bull room à. Nhìn giao diện đủ biết bull room rồi. Hồ bơi level. Lại nước à. Sao tôi nhớ là cái level ở tầng 2 ấy nhờ.
Ôi, không phá được gì cả. Phải nồi chưa? Mấy cái con này nó đeo đeo trên đây nhiều quá nhờ. Ôi. Từ nhé. Con này là con gì nhờ? À, cái con khi nãy. Trời ạ. À. Nó rộng. Ơ mà nhảy xuống là không còn đường lên luôn á. Từ từ. Đi hết mấy chỗ ngoài này coi. Thôi chịu. Chỗ đó là đúng rồi. Chả biết cái điểm kết trong trong cái level này nằm ở đâu. Ờ trời, nước độc. Nước axit ạ. À. Ok. Nhà tắm này nhiều giò hoa sen lắm anh em. Tắm không? Mát lắm. Thường là mấy cái điểm mấu chốt là nó sẽ màu đỏ nhé. Found a phone. Ơi đừng có bảo là cái điện thoại nó sẽ nằm random ở trên những cái tảng đá này nhá. Trời ơi, nhảy mòn mỏi luôn á. Tại vì anh em biết sao không, nhảy là mình bị drop cái stamina. Khi mà cái stamina mình nó rơi xuống cái mức đỏ ấy, là mình bị đứng ấy, không có nhảy được. Tôi nghĩ là không có cái chuyện hoang đường là điện thoại nó nằm random ở trên những cái tảng đá này đâu. Như điểm kết nó nằm ở dưới đây. Tôi nghĩ vậy. Phía dưới hồ bơi. Ơ mình có nên nghịch cái máy này không nhỉ? Nó đổi bằng máu của mình 50 máu để ra 5 món đồ random. Chơi luôn, sợ gì? Một này, đạn sniper, đạn shotgun, piston, sniper. Rồi, bỏ 50 máu để lấy toàn là đạn. Dưới đây chủ gì nhờ? Ơi điện thoại nè, hình như này điện thoại nè. Missing. Phải nồi ạ. À. Có điện thoại còn phải có bơm C4 nữa. Và cái cable. Trời ạ. À. Cái chỗ này cây lú nhờ. À đây đây đây, hình như ở đây nè. Vãi cứt à. Trời, stamina không biết đủ để chạy về không. Hồi máu cái đi không ạ. Đây 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 đây. Ôi ở dưới đây có đồ quan trọng này. À cái C4. À không phải C4 mà là cái gì ấy. Giờ làm liều nhé. Nhảy xuống nhặt lên. Đây bây giờ nhảy xuống nhặt cái này lên rồi mình sẽ chạy về cái hướng phía ngay khúc này này. Nhớ là vậy. Giọt. Ủa cái đường ra đâu nhờ? Đường ra đâu nhờ? Nhớ đây nè, ở đây. Hết stamina điên thiệt. Nhanh. Ôi, chỗ này căng quá. Gì vậy? Căng phải lái cái chỗ đấy. Hên là nãy còn nhớ mang máng chứ không bỏ mạng nữa rồi.
Chúng ta có cái khay bồ. Bây giờ thiếu cái C4 thôi. Bây giờ cái C4 thì khả năng các mình sẽ đi cái đường này nè. Tại vì có cái đường này nãy giờ mình chưa đi. Đây. Bởi vậy nghi nghi. Đây. Thằng kia cút. Thằng trên này luôn. Bởi vậy nãy giờ tôi cứ kiểu nghi nghi ngay cái đường ở trong kia. Mà nghe đúng thiệt. Chạy ra chạy vô cứ thấy là lạ. Một đường là nó hướng tới cái chỗ của cái con kia. Một đường là nó hướng ra cái chỗ mà nó quẹo 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 tùm lum ấy. Còn một cái đường còn lại là hướng ra đây. Mà không biết sao nãy giờ cứ bị nhầm lẫn. Buồn cười chỗ đấy nãy giờ cứ bị nhầm lẫn. Xong rồi. Về thôi. Về thôi, về thôi. Đây. Từ 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 từ. Nổ nè, nổ nè. Dịch xưa. Đâu, cái gì trong này? À, thang máy rồi. Ủa, tầng 37 à? Lú thế. Ấy, cái bố về. Đục, level gì vậy? Nhìn như cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Giống lắm. Konnichiwa, Patro. Level end, the end. Sao cái game này cái độ họa của nó cứ kỳ kỳ, cứ thấy nó bị lế lế rồi. Đâu nhỉ? Sắp hết đạn rồi trời. Ôi, nó bắn à? Này nó trâu quá. Cảm giác búa ném không xin nhơi. Thôi tao đi xuống dưới. Tạm biệt nha. Ô không mở được.
trời ơi, phải diệt con này mới mở được cái cửa xích à. Sao cảm giác cái búa ném không xin nhơ ấy. Gì vậy? Ôi ghê quá, ghê quá. Từ từ bây giờ phải cho nó xuống dưới luôn. Rồi, 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 nó xuống dưới rồi, nó xuống dưới rồi. Có đủ đạn để chơi với nó. Quay về nhà nạp thêm đạn. Ủa có AK mà trời nãy giờ không để ý nhờ. Đây AK đây. Êm luôn. Nãy giờ bắn súng lục với nó như một thằng hề. Từ từ AK đạn có hạn nhá, cho nên là tiếc đạn lắm. Nó còn bao nhiêu máu vậy ta? Hết đạn rồi. Còn mỗi búa à. Trời ơi, nó còn một khúc máu lận. Khó à. Sao đây ta? Mày sao mà chơi lại cái búa này, trời ơi không biết hết chưa nữa. Thề đánh điên cái đầu luôn á, đánh với con bố đi điên hết cả đầu. Ôi gì đây, gì đây, cái này tôi không chơi nhá, mình đang coi, mình đang coi một cái ở cái chỗ nãy tôi nói kìa, cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Cái này cái gì nhỉ, cái cổng gì bự nhỉ,
Cô đang rơi tự do nhé. Trời ơi, game này như phim luôn rồi đấy.